Thưa quý vị, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Mùa hè tình nguyện năm 2024 bằng những hoạt động thiết thực, màu áo xanh của tuổi trẻ thành phố Long Xuyên đã và đang lan tỏa với khí thế sôi nổi để góp phần vào sự phát triển của thành phố. Có thể nói, mùa hè tình nguyện không chỉ là những tháng ngày cống hiến sức mình, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Họ học được cách sống tự lập, đoàn kết, biết yêu thương và chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chủ đề Tuổi trẻ Long Xuyên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Xuyên mang một sức sống mới để các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp tục trải nghiệm, rèn luyện, phát huy tiềm năng, sức trẻ, xung kích, sáng tạo, thi đua thực hiện các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực để tham gia phát triển kinh tế xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Trong gần 2 tháng tổ chức cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện thì thành đoàn và các cơ sở đoàn sẽ tổ chức hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng các bạn đoàn viên thanh niên đến việc thể hiện cái vai trò của mình trong xã hội, cụ điển hình như là việc trang bị các hoạt động kỹ năng, trang bị kỹ năng cho các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức hoạt động chăm lo cho an sinh xã hội cũng như là thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Qua đó thì thành đoàn mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên sẽ thể hiện vai trò sức trẻ của mình, xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên giàu mạnh, văn minh. Các hoạt động thanh niên tình nguyện năm nay cũng được các cơ sở đoàn không ngừng đổi mới, chú trọng các công trình phần việc cụ thể, phát huy được chuyên môn, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến vì cộng đồng của thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhiều hoạt động tiêu biểu như tổ chức các lớp học tiếng Anh dẻ miễn phí cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư, hội thi rung chuông vàng tiếng Anh, tuyên dương thanh niên, đội viên tiêu biểu, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thực hiện các công trình thanh niên trên địa bàn thành phố Long Xuyên, trao tặng 150 phần quà cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Thì trong chiến dịch hè tình nguyện năm nay, thì lực lượng tham gia là các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa bàn dân cư, các chi đoàn trực thuộc, rồi các bạn học sinh, các bạn đội thanh niên tình nguyện của các trường phổ thông trên địa bàn phường cũng như là ngoài địa bàn phường thì thu hút rất là nhiều bạn thanh niên tham gia các hoạt động rất là sôi nổi, nhiệt tình, tích cực, phát huy được cái vai trò sức trẻ của mình và tạo được một cái dấu ấn nhất định trong lòng người dân và thể hiện cái xứng đáng cái vai trò mẫu của tuổi trẻ, mẫu thanh niên. Bên cạnh đó, sức sống mới của mùa hè tình nguyện còn được thể hiện qua sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các bạn trẻ. Số lượng các bạn trẻ tham gia mùa hè tình nguyện năm nay tăng so với những năm trước. Các bạn trẻ đến từ nhiều trường học, ngành nghề khác nhau, mang theo nhiều nhiệt huyết và khả năng khác nhau, góp phần tạo nên một mùa hè tình nguyện đa dạng, phong phú và ý nghĩa. Về những cái hoạt động như vậy thì nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho tuổi trẻ. Thì nói chung về xã hội thì nó giúp góp phần cho xã hội phát triển hơn. Rồi đối với cá nhân em và các bạn thanh niên thì có một cái sân chơi lành mạnh để có thể phát triển về các kỹ năng mềm, các kỹ năng về giao tiếp. Bạn đoàn viên thanh niên tham gia với một cái tinh thần rất là nhiệt huyết và nói chung là đúng với tinh thần của tuổi trẻ. Và em hy vọng là trong tương lai gần cũng như là trong vài năm tiếp theo thì sẽ có thể là phát triển hơn nữa những cái phong trào thanh niên, cũng như là mong là ở phía lãnh đạo có những cái hoạt động nó phong phú hơn để tụi em có thể đa dạng những cái cách tham gia. Có thể nói, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Long Xuyên đã và đang lan tỏa trên mọi mặt trận trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, sống có lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng địa phương ngày càng phát triển hơn.